Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Với cái căn nhà này, Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án 5 căn nhà mới nhất thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với 5 căn nhà này thì ngõ ô tô đỗ cổng, thiết kế của ngôi nhà 30m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng. Và với cụm dự án này, 5 căn đã bán 2, chỉ còn duy nhất 3 căn. Hướng nhà căn nhà này là hướng Tây Nam, ngoài ra có một cái căn hướng Tây Bắc nữa quý vị ạ. Và Ngọc Anh sẽ quay một cái căn mẫu 5 tầng này cho quý vị với giá bán 3.380.000.000, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị có nhu cầu, thiết kế của ngôi nhà tương đối là hợp lý, 5 căn nhà với 5 cuốn sổ khác nhau, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn. Và 5 cái căn nhà này thì sổ riêng, xây riêng, tường riêng, móng riêng và cột riêng nha quý vị. Tất cả những cái dữ liệu của cái căn nhà cụm nhà này thì chủ đầu tư đều có lưu hết lại cái thông tin từ lúc móng cho quý vị để hoàn toàn yên tâm. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà Ngọc Anh đang đứng, thì với cái thiết kế chung chung như nhau cho nên Ngọc sẽ quay một cái căn mẫu review cho quý vị. Với cái phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa cuốn điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp, thiết kế 5 tầng, công năng sử dụng tương đối ổn, cách với lại trung tâm Yêu Môn Hà Đông 800m, cách với lại đường ô tô, đúng một nhà là ra tới đường ô tô, gọi là ô tô đỗ cổng. Và với cái thiết kế của ngôi nhà thì tương đối là ổn áp, với cái công năng sử dụng vô cùng hài hòa. Tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh cho quý vị. Ngoài anh đang đứng ở đây là phần tầng 1 cụ thể của ngôi nhà đây. Với cái phần hoàn thiện của ngôi nhà xong hết 100%, quý vị chỉ việc xách vali về và ở được ngay, công năng sử dụng, vị trí đi lại, giao thông thuận tiện. Từ vị trí ngôi nhà này không những gần với lại trung tâm thương mại Yêu Môn Hà Đông mà còn gần với trục đường Lê Trọng Tấn, gần với trường đại học, kiểm sát, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, giao thông đi lại thuận tiện, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông này, đi làm theo trục đường đại lộ Thăng Long này, hoặc quý vị có thể đi làm theo cái trục đường Nguyễn Trãi Thanh Xuân, nói chung rất rất là hợp lý. Đi theo cái trục đường Lê Văn Lương kéo dài cũng được quý vị nhá. Cụ thể của nó thì là thuộc Dương Nội, gần với trung tâm thương mại Yêu Môn. Quý vị cứ lấy cái trung tâm thương mại Yêu Môn Hà Đông để đo tới cái vị trí nhà này, khoảng tầm 800m thôi. Và đây là cái phần thiết kế phòng khách. Toàn bộ phòng khách được chủ nhà ốp cho mình một cái vách PVC giả đá mọi người ạ, nhưng thực tế nó là nhựa, nhưng mà cái độ bền của nó thì khá là lâu. Hồ sơ điện, hồ sơ nước căn nhà này đều được lắp đặt đầy đủ. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá. Đó, thiết kế rất là chuẩn chỉnh cho quý vị, riêng biệt từng căn, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với không gian phòng bếp đây rộng rãi, cũng như thiết kế cái màu sắc của nó khá là nhã nhặn, rất là phù hợp với chị em nội trợ, từ phù hợp với tất cả các độ tuổi quý vị ạ. Đấy, phụ kiện bếp lắp đặt xong hết, chậu rửa, vòi rửa rồi xong hết rồi. Đấy, theo đúng như hiện trạng là căn nhà này xách vali về và ở ngay. Với cái giá 3.380.000.000, quý vị có thể vay được tối đa ngân hàng tại thời điểm này tối đa khoảng tầm 70% giá trị của ngôi nhà, với những cái lãi suất ưu đãi nhất đến từ những ngân hàng uy tín nhất. Gần đây nhất thì có bên ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất cho vay khi mà quý khách hàng mua nhà, thì bây giờ hiện tại thấp nhất là khoảng tầm rơi vào tầm 9% quý vị nhé. Rất là hợp lý tại thời điểm hiện tại, cái giá nhà đất cũng vậy quý vị ạ. Đấy, ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp thì ở đây thiết kế cho quý vị thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ công năng, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với căn nhà này thì lắp có bể ngầm 2 khối 8 và bồn nước 1 khối ở trên phía tầng 5. Nước thì sử dụng nước sạch Sông Đà và điện lực EVN Hà Nội quý vị nha. Đấy, với cái công năng sử dụng 30m², thì cái phần ngăn cách giữa phần cầu thang và phần cửa chính kia, cầu thang phòng khách, là ở đây có một cái vách gỗ, rồi là mặt bậc của bậc cầu thang, ốp đá đen cổ trắng, tay vịn cầu thang, thiết kế toàn bộ cho quý vị là gỗ. Như vậy Ngọc Anh đã review đường, hướng, giá, vị trí cho quý vị căn nhà này. Và mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên xem ngôi nhà này thiết kế ra sao. Và với căn nhà Dương Nội này, thiết kế 5 tầng, tầng 1 phòng khách, phòng bếp, tầng 2, 3, 4 thiết kế giống hệt nhau. Mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh ở phía bên trong. Đây. Phòng ngủ thiết kế đầy đủ. Cho quý vị với cái căn nhà này thì chủ nhà có lắp thêm cho mình rèm cửa này, điều hòa này, cửa sổ thông thoáng hai lớp cửa này. Đấy. Dọn về ở ngay. Với cái khu vực này thì chợ trường phường trạm rất là tiện ích. Cách với nhà khoảng tầm 300m là đầy đủ hết. Chợ này, trường mầm non, tiểu học quý vị nhé, đi lại cực kỳ là thuận tiện. Và tính từ vị trí ngôi nhà này mà ra tới trục đường chính Lê Trọng Tấn thì nó rơi khoảng tầm 300m thôi mọi người ạ. Đó.
Với cái phần các phòng ngủ thì chủ nhà thiết kế cho mình là gạch giả gỗ đấy, và cửa thì là cửa gỗ mọi người ạ. Đây là cái phần phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này sử dụng đầy đủ cho quý vị ở đây là đầy đủ bồn cầu cũng như là cái hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này. Phòng vệ sinh thì tương đối là rộng, được ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần, rất là sạch sẽ này, lavabo bàn đá. Căn nhà này điện nước quý vị về ở luôn, chứ không ánh nhá. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2. Như vậy với cái căn nhà 5 tầng này thiết kế 3 phòng ngủ rộng. Tổng sử dụng diện tích của ngôi nhà này 150m2, 3 phòng ngủ riêng. Phòng nào cũng vuông vắn, rộng rãi, giúp quý vị dễ dàng kê đồ nội thất ở phía bên trong, giường, tủ. Đây, phòng ngủ thực tế ở trên tầng 3 cũng được chủ nhà thiết kế cho quý vị. Rèm cửa, rồi là điều hòa, phòng vệ sinh đây, quạt hút mùi, bồn cầu. Nói chung công năng sử dụng quá là hợp lý. Với một ngôi nhà 5 tầng 150m2, sử dụng 3 phòng ngủ riêng, tầng 1 phòng khách, phòng bếp, còn tầng 2, 3 và 4 thiết kế mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng. Vậy thì tầng cuối cùng thiết kế như thế nào thì mọi người đừng rơi mắt khỏi video để có thể khám phá nốt cái tầng cuối cùng thiết kế ra sao, có phù hợp với gia đình mình hay không nhé. Quý vị ơi, đây là cái phần tầng 5 của ngôi nhà, có một ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và trên cái khu vực này thì thiết kế cho quý vị tầng 5, đây, nơi Ngọc Ánh đang đứng là thiết kế phần để máy giặt riêng nhé. Đây là phần phòng thờ. Trên phía tầng 5 này, đây, chủ nhà thiết kế có cửa sổ thông thoáng. Đây là cái phần phòng thờ của ngôi nhà và phần còn lại, sân phơi. Với vị trí căn nhà này, có nhìn thấy trung tâm thương mại Eomon Hà Đông quý vị nhá. Nói chung là giao thông đi lại thuận lợi. Đấy, hàng xóm dân cư vô cùng đông đúc. Từ vị trí ngôi nhà này thì được cái ô tô đỗ rất là gần mọi người ạ. Ô tô đỗ cực kỳ là gần. Có 5 căn Ngọc Ánh chưa quay mà đã bán được 2 căn. Bây giờ chỉ còn 3 căn thôi. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.